căng thẳng leo thang với Trung Quốc, Mỹ dương oai diễu võ tập trận ở Biển Đông. Tại một diễn biến khác, bên phía hải cảnh Trung Quốc vẫn cứ trơ trơ ra trước những lời cảnh báo và được cho là đã có những hành động táo tợn khi mới đây. Cảnh sát biển Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu công vụ của họ trên Biển Đông, khiến một số thủy thủ mù tạm thời. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 2 đưa tin, Triều Tiên đã mở rộng và tái cơ cấu nhiều đơn vị quân đội để phù hợp với các tình huống an ninh mới, đồng thời phân định rõ nhiệm vụ tác chiến cho các đơn vị này. Bất cứ thứ gì ở đất Mỹ thì Mỹ đều có toàn quyền xử lý. Đây là lời tuyên bố đanh thép của Tổng thống Biden trong vụ việc bắn hạ kinh khí cầu của Trung Quốc mới đây và không dừng lại tại đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12 tháng 2 vừa ra thông báo, quân đội nước này đã bắn hạ vật thể không xác định UFO bay trên hồ Huron gần biên giới Canada. Lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam và Pakistan đã sử dụng camera tìm thấy 3 thi thể trong đống đổ nát tại thổ nhĩ kỳ. Intel đang cân nhắc đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng nhà máy ở Việt Nam. Kế hoạch này nếu được triển khai sẽ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn trên toàn cầu. Thảo Vy, xin kính chào quý vị khán giả thân mến đang xem tin tức trên kênh The Saigon Post. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, vừa qua Mỹ đã có động thái cứng rắn nhằm khẳng định bảo vệ tự do hàng hải hàng không bằng cách tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông, huy động lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến. Cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng hơn vì vụ bắn hạ một khinh khí cầu do thám. Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Hạm đội 7 có trụ sở tại Nhật Bản cho biết ngày 12 tháng 2 rằng, nhóm tàu sân bay tấn công USS Nimitz và đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 13 đã tiến hành các hoạt động hỗn hợp của lực lượng tấn công viễn chinh trên Biển Đông. Mỹ cho rằng tự do hàng hải và hàng không phải được bảo vệ. Mỹ đang tăng cường liên minh quốc phòng với Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong chuyến công du lần thứ bảy vừa qua tới châu Á đã công bố một thỏa thuận với Philippines, cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Các cuộc tập trận của quân đội Mỹ đã được lên kế hoạch từ trước, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng càng trở nên trầm trọng hơn sau khi chiến đấu cờ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên khuôn phận Mỹ, ngoài khơi bờ biển South Carolina vào tuần trước. Trong thông cáo báo chí, hạm đội 7 cho biết hoạt động chung đã thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, hỗ trợ hòa bình và ổn định. Thông cáo nhấn mạnh là một lực lượng phản ứng sẵn sàng, chúng tôi củng cố một loạt nhiệm vụ, bao gồm hoạt động đổ bộ của thủy quân lục chiến, cứ trợ thảm họa nhân đạo và ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng thông qua sức mạnh chiến đấu hiện có. Tại một diễn biến khác, bên phía hải cảnh Trung Quốc vẫn cứ trơ trơ ra trước những lời cảnh báo và được cho là đã có những hành động táo tợn khi mới đây cảnh sát biển Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu công vụ của họ trên biển Đông khiến một số thủy thủ mù tạm thời. Cảnh sát biển Philippines PGC ngày 13 tháng 2 cho biết, tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 đầu tuần trước chiếu tia laser màu xanh vào tàu công vụ BRP Basqua của họ đang hoạt động cách bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 20 km. Quan chức PGC J. Terelia cho biết, sau khi bị chiếu tia laser hôm 6 tháng 2, thủy thủ đoàn trên tàu BRP Malapascua bị mù tạm thời trong khoảng 10 đến 15 giây, song không rõ họ có bị ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài hay không. PGC lên án bất cứ hành động nào gây tổn hại và nguy hiểm cho mọi người. Tư lệnh PGC Artemio Abu nói, Hồi tháng 6 năm 2022, Philippines cũng cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc rọi tia laser màu xanh vào tàu kéo BRP Habagat của PCG suốt 20 phút, khiến thủy thủ đoàn bị mù tạm thời và ngứa ngoài da. Hải quân Philippines năm 1999 cho ủi tàu chiến cũ nát BRP Seria Mayor trên bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau đó triển khai nhóm nhỏ binh sĩ đồn trú trái phép tại đây. Các binh sĩ này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, Trung Quốc thường duy trì một tàu hải cảnh gần bãi cỏ mây để giám sát hoạt động của tàu cá Philippines cũng như theo dõi nhiệm vụ tiếp tế cho BRP Sierra Marie. hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 2 đưa tin, Triều Tiên đã mở rộng và tái cơ cấu nhiều đơn vị quân đội để phù hợp với các tình huống an ninh mới, đồng thời phân định rõ nhiệm vụ tác chiến cho các đơn vị này. Hãng tin Yonhap cho biết thông tin được công bố sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh lớn vào tuần trước nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên. Theo KCNA, các đơn vị quân đội đã được tổ chức lại theo yêu cầu của các tình huống mới và sự thay đổi nhiệm vụ chiến lược và chiến thuật, song không nói rõ cụ thể tên các đơn vị và cách thức mở rộng. Trước đó giới chức Bình Nhưỡng tuyên bố mở rộng và tăng cường các cuộc tập trận quân sự cũng như hoàn thiện tư thế sẵn sàng chiến tranh để đối phó với các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ liên quan đến các khí tài chiến lược. Trong cuộc duyệt binh tuần trước, Triều Tiên đã phô diễn nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các loại vũ khí tiên tiến và đã mắc một số đơn vị quân sự mới. Bất cứ thứ gì ở đất Mỹ thì Mỹ đều có toàn quyền xử lý. Đây là lời tuyên bố đanh thép của Tổng thống Biden trong vụ việc bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc mới đây và không dừng lại tại đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12 tháng 2 vừa qua thông báo, quân đội nước này đã bắn hạ vật thể không xác định UFO bay trên hồ Huron gần biên giới Canada. Trong một thông báo chính thức, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Patrick Ryder cho biết, được sự đồng ý của Tổng thống Joe Biden, một máy bay, bay chiến đấu F16 của quân đội Mỹ đã bắn hạ UFO này vào lúc 2 giờ 42 phút chiều trên hồ Huron hai quan chức giấu tên tiết lộ với reuters rằng quân đội mỹ đã bắn hạ một ufo hình bát giác song từ chối xác nhận liệu vật thể này có giống khí cầu trung quốc bị bắn rơi trước đó hay không một quan chức trong đó cho biết vật thể bị bắn hạ gần đây có cấu trúc bát giác và không rõ có mang theo thiết bị khác hay không đây là vật thể không xác định thứ tư bị bắn rơi tại bắc mỹ trong vòng một tuần gần đây Reuters dẫn lời ngũ giác đài cho biết vật thể này có khả năng di chuyển gần các địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ. Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, mặc dù vật thể bay không xác định này không gây ra mối đe dọa quân sự có thể gây thiệt hại vật chất cho người và vật trên mặt đất, Tuy nhiên, vật thể này gây rủi ro cho an toàn hàng không và là mối đe dọa xét trên khả năng nó có thể mang theo công cụ giám sát. Sự việc hôm 12 tháng 2 đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp, một vật thể không xác định bị bắn hạ trên khung phận Bắc Mỹ, tiếp sau các động thái tương tự ở miền Bắc Canada vào ngày 11 tháng 2 và trong khung phận Alaska hôm 10 tháng 2. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 4 tháng 2 vừa qua đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua khung phận của Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Thưa quý vị, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam và Pakistan đã sử dụng camera tìm thấy 3 thi thể trong đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12 tháng 2 đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ C07 bộ công an cho biết cùng ngày đội cứu nạn cứu hộ của Việt Nam và Pakistan phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adiyaman thổ nhĩ kỳ theo đó lực lượng cứu hộ của hai bên đã sử dụng camera tìm thấy ba thi thể trong đống đổ nát hai bên phối hợp cắt phá chi nhỏ bê tông để tạo lối tiếp cận người bị nạn để đưa các thi thể ra bên ngoài theo một chiến sĩ tại hiện trường, do mảng bê tông lớn diện tích khoảng 30 m2, máy cơ giới không thể loại bỏ được nên phải cắt phá, chia nhỏ ra từng tấm để tiếp cận các nạn nhân. Cùng ngày, đại diện C07 cho biết, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11 tháng 2, đội cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và phối hợp với lực lượng quốc tế giải cứu một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát. Theo đó, ngay từ ngày 11 tháng 2 khi bắt tay vào công tác cứu hộ tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adiyaman, đoàn công tác Việt Nam đã sử dụng các thiết bị cơ giới như máy xúc, máy đào để tìm kiếm các nạn nhân, cùng với đó đoàn sử dụng camera dò tìm phát hiện bằng hình ảnh âm thanh và đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau trong khu vực sụp đổ. Sau đó, đoàn Việt Nam phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ của Pakistan phá dỡ sâu vào bên trong, xác nhận nơi phát ra âm thanh, đến khoảng 22 giờ 10 phút ngày 11 tháng 2 giờ thổ nhĩ kỳ, tiến vào theo hướng hồng nhà, đoàn công tác của Việt Nam đã phối hợp với đội cứu nạn cứu hộ Pakistan đưa được một nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Dựa trên nguồn tin thân cận từ Reuters Vừa qua Intel đang cân nhắc đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng nhà máy ở Việt Nam. Kế hoạch này nếu được triển khai sẽ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn trên toàn cầu. Điều này xuất phát từ mong muốn giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan vì rủi ro chính trị và căng thẳng thương mại với Mỹ. Một nguồn tin thân cận cho biết khoản đầu tư này có thể được thực hiện trong vài năm tới và có thể lớn hơn 1 tỷ USD. Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư nói trên, Intel cho biết Việt Nam là một phần quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa công bố bất kỳ khoản đầu tư mới nào. Nhà máy đóng gói và thử nghiệm tại Việt Nam đang là nhà máy lớn nhất của Intel trên toàn cầu. Theo ước tính, gã khổng lồ này đầu tư gần 1,5 tỷ USD vào nhà máy tại Việt Nam. Động thái mở rộng nhà máy ở Việt Nam có thể giúp họ giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung vì quá phụ thuộc vào một quốc gia hoặc một nhà máy dựa trên nguồn tin thân cận. Việt Nam đang tích cực mở rộng ngành sản xuất chip, thu hút các công ty nước ngoài trong cả ba phần khúc chính là lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói, sản xuất và thiết kế các quan chức cho biết. Một giám đốc trong ngành bán dẫn Mỹ cho biết Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực lắp ráp và thiết kế chip. Vị giám đốc này cho biết cơ hội lớn nhất của Việt Nam là ở lĩnh vực lắp ráp chip để đáp ứng nhu cầu giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan. Hai quốc gia này đang chiếm 60% công suất lắp ráp chip trên toàn cầu. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập, Thảo Vi cảm ơn quý vị đã chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm yêu mến cho kênh bằng cách nhấn vào nút like, share và đăng ký kênh. Một lần nữa, kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại!